Tới Đài Loan 30 mấy năm, ông Khưu Khánh Chiếu từ một chàng trai nghèo người Hồng Kông trở thành ông chủ khách sạn. Phong cách và cách trang trí mỗi một gian phòng đều do ông tự tay thiết kế, như gian phòng này với gam màu tím và màu hồng rất bắt mắt. Trên bàn còn có một chiếc điện thoại rất tao nhã. Gian phòng khác thì với gam màu vàng sáng, tràn đầy sức sống. Tầng 1 của khách sạn còn là nhà hàng ẩm thực trà. Tất cả những thứ này đều là mơ ước của ông Khưu Khánh Chiếu từ thời nhỏ. Nhà hàng ẩm thực trà thứ nhất là vì thích ăn, hai nữa là bởi vì trước đây tôi đã từng vào lúc tệ nhất, khi nghèo nhất thì cũng là lúc ăn ở nhà hàng ẩm thực trà rất lâu, cũng có khả năng thành thói quen rồi. Từ nhỏ muốn mở nhà hàng, mở khách sạn, tới nay mơ ước đã thành hiện thực. Tuy bản thân là người Hồng Kông, ở Trung Quốc cũng có đầu tư bất động sản, đi lại ba nơi Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, nhưng ông lại trung tình nhất với Đài Loan. Nếu so sánh ba nơi Đài Loan với tôi mà nói, bản thân tôi cảm thấy rằng có tình người hơn, sống cũng dễ chịu hơn, không giống như Hồng Kông, nhịp độ cuộc sống rất gấp gáp, luôn luôn vội vội vàng vàng, ngày đến đi bộ thôi cũng giống như đang chạy vậy. Sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông, nhưng sau khi đến Đài Loan mới biết rằng hóa ra cuộc sống không cần phải gấp gáp đến vậy. Đến Đài Loan khi còn trẻ, thực ra công việc đầu tiên của ông là làm nghề cắt tóc. Khi đó ông mở tiệm tuyển thợ thiết kế tóc, khi kinh doanh lên tới đỉnh cao còn từng mở 11 chi nhánh. Ông tham gia dự thi khắp nơi, thỉnh thoảng cũng cắt tóc từ thiện cho trẻ em. Cuộc sống cũng rất đầy đủ, nhưng vẫn không quên được mơ ước thuở nhỏ. Sau cùng đóng cửa mọi tiệm cắt tóc lại, ông bây giờ mở khách sạn, nhà hàng, còn tìm bếp trưởng của nhà hàng nổi tiếng ở Hồng Kông đến làm giúp. Và trong nhà hàng ăn, ông còn cho trưng bày chiếc xe hơi cổ trị giá hàng triệu đài tệ để khách đến ăn nhân tiện có thể thưởng thức. Chiếc xe này tôi sưu tầm đã 10-20 năm rồi. Ngắm nhìn tất cả những thứ mình có, ông Khưu Khánh Chiếu có vẻ rất thỏa mãn, hy vọng có thể đào tạo con cái nối nghiệp, sau này đều vui vẻ sống tại Đài Loan.